Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa. Một lần nữa, anh em chị em chúng ta lại được gặp nhau trên đường dây trực tuyến, và chúng ta cũng có cơ hội được đến với Chúa trong giờ này. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mọi người hướng lòng về Chúa và chúng ta dâng lời cầu nguyện. Cha ơi, chúng con ngợi khen Ngài. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài mà chúng con lại được họp nhau trong giây phút này. Để Chúa Thánh Linh xin sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi trên thế gian này, hiện diện với anh em chị em chúng con trong giây phút này. Thì Chúa tại mỗi nơi họ đang ở, đồng tràn đến mỗi tấm lòng chúng con, giúp đỡ tất cả chúng con, để chúng con hướng trọn tấm lòng chúng con, tâm trí chúng con về nơi Chúa trong sự thờ phượng buổi chiều hôm nay trong giây phút này. Để Chúa yêu dấu, dẫn dắt chúng con đến sự gần gũi Ngài, dẫn dắt chúng con đến sự yêu mến Ngài càng hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Để Chúa Thánh Linh xin tự do hành động trên mỗi đời sống chúng con. Chúa ở cùng tất cả chúng con. Trọn giây phút chúng con ra mắt Ngài, thờ phượng, suy gẫm lời Chúa, cũng như chúng con sẽ đến trong sự thông công bẻ bánh. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Tất cả mời anh chị em chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong giây phút này. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con giây phút để chúng con cùng hướng tấm lòng chúng con về Chúa trong sự thờ phượng. Để Chúa yêu dấu ở cùng tất cả chúng con trong giây phút này. Thì chúng con nhớ lời của Ngài, thì chúng con suy gẫm lời của Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh, Ngài là thần lẽ thật. Ngài ở cùng tất cả chúng con, xin đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, tâm trí chúng con, cảm xúc chúng con, để rồi chúng con đón nhận lời của Chúa theo ý muốn tốt lành của Ngài cho mỗi đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Lạy Chúa yêu dấu. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài thật quá lớn lao dành để cho chúng con. Thầy Chúa, chúng con cũng nhớ đến tất cả anh em chị em chúng con trong giai đoạn này. Chúng con không có cơ hội gần gũi gặp gỡ nhau để cùng thờ phượng tại một nơi, nhưng Chúa Thánh Linh Ngài, Chúa ở khắp mọi nơi, đồng tràn đến mỗi lòng, gìn giữ, bao phủ và che chở tất cả chúng con. Thầy Chúa yêu dấu, Ngài là đấng dẫn dắt chúng con, Ngài là đấng hứa với chúng con, Ngài ở cùng chúng con cho đến tận thế. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa sự hiện diện của Thần Linh Ngài ở giữa vòng chúng con trong giây phút này. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa một lần nữa. Tuần lễ này là tuần lễ thứ tư Phục Sinh, mà anh em chị em chúng ta cũng có cơ hội để tiếp tục gặp gỡ nhau trực tuyến trên để suy gẫm lời Chúa. Chúng ta cũng nhớ tiếp tục cầu nguyện để Chúa làm công việc của Ngài trên đất này. Tất cả mọi việc xảy đến ở trên thế gian này, chúng ta đều biết Đức Chúa Trời Ngài là đấng quan phòng tất cả mọi việc. Không có điều gì xảy đến ở dưới thế gian này mà Chúa chúng ta không biết, vì Ngài là đấng sống. Ngài là đấng sống. Nên chúng ta đặt sự trông cậy nơi Ngài, sự hy vọng nơi Ngài, và tất cả những điều gì mà lời hứa của Ngài cho mỗi chúng ta là con cái của Chúa, là những người đặt niềm tin nơi đấng sáng tạo và đặt niềm tin nơi đấng mà Cha sai đến là Chúa Giêsu Christ. Như lời của Chúa đã phán ở trong Roma, ở trong Giăng đoạn 17, sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và đấng mà Cha sai đến. Chúng ta cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại như chúng ta đã suy gẫm. Đây là một điều rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta, cho niềm tin của chúng ta, cho tất cả những người được gọi là người tin Chúa. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục suy gẫm về quyền phép của sự sống lại. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta sẽ suy gẫm buổi chiều ngày hôm nay. Quyền phép của sự sống lại rất quan trọng cho mỗi chúng ta. Chúng ta nhớ khi Đức Chúa Giêsu còn ở thế gian, thì Ngài nói với các môn đồ là Ngài đi, Ngài sắm sẵn một chỗ và Ngài sẽ trở lại. Và rồi Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng
ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống. Không bởi ta thì chẳng ai đến với cha được. Chúng ta biết sự sống lại rất là quan trọng. Rồi Đức Chúa Giêsu cũng lại nói với những môn đồ rằng, và tất cả những người Giuđa lúc bây giờ, như lời của Chúa. Và chúng ta xem xét, chúng ta sẽ thấy ở trong Giăng Chúa Giêsu, trong Giăng đoạn 5 câu 18, thì Chúa Giêsu nói với những người Giuđa lúc bây giờ, Ngài nói Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ một điều, cái danh xưng con Đức Chúa Trời chỉ hiện hữu trong ngôn ngữ của loài người kể từ khi Đức Chúa Giêsu, tức là Chúa xuống thế là người, Ngài nhập thế, thì bây giờ mới có danh xưng được gọi là con Đức Chúa Trời. Vì khi Đức Chúa Giêsu được giáng sanh, Thiên sứ Gabriel đến nói với Thánh nữ Maria như thế này: Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng và được xưng là con của Đấng Rất Cao và là Chúa, là Đức Chúa Trời. Con của Đấng Rất Cao có nghĩa là con Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Đó là một điều mầu nhiệm mà con người dùng ngôn ngữ, văn hóa, hiểu biết và trí tuệ của mình để suy gẫm dựa theo ngôn ngữ không hiểu được, và họ sẽ hiểu sai về bản tính của Ngài. Nhớ, Ngài được xưng là con Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Giêsu đến thế gian này, đó là danh hiệu của Ngài. Ngài là con người, Ngài là con trời. Và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói khi Ngài còn ở thế gian. Tôi muốn đọc cho quý vị ở trong Giăng đoạn 5 câu 18. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu nói khi Ngài giảng dạy cho người Giuđa bây giờ, câu 17 trước: Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, người Giuđa càng kiếm cách nữa để giết Ngài. Chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ, làm mình ra bằng Đức Chúa Trời. Anh em chị em, chúng ta để ý trong cái chỗ này rất là quan trọng. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta hiểu ngôn ngữ Việt Nam. Chúng ta đến đây, chúng ta thêm những ngôn ngữ nữa là tiếng Anh. Có nhiều người có thể biết nhiều ngôn ngữ khác nữa. Nhớ, đây là người Do Thái. Và Chúa Giêsu nói chuyện với họ trong ngôn ngữ của họ. Và khi Đức Chúa Giêsu nói rằng, ta là, Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời là cha, người Do Thái lúc bấy giờ trong ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ tiếng Hebrew. Và họ hiểu rằng Đức Chúa Giêsu nói Đức Chúa Trời là thân phụ của mình, có nghĩa là Ngài đặt vị trí mình là Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ điều đó. Không có một ngôn ngữ nào mà rõ ràng như ngôn ngữ của người Do Thái khi Đức Chúa Giêsu nói với họ trong ngôn ngữ đó, gọi Đức Chúa Trời là thân phụ. Có nghĩa là người Do Thái hiểu rằng Đức Chúa Giêsu là mình bằng Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ điều đó. Đó là vị trí rất là quan trọng. Nếu Đức Chúa Giêsu không là Đấng sáng tạo, không là Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng vẫn mang tội lỗi như tôi và quý vị, như tất cả loài người từ Adam, Eva cho đến ngày hôm nay. Thì Đức Chúa Giêsu còn sống, đó là một lời công bố của Ngài. Và Chúa nói, ta là. Nhớ, chút xíu chúng ta sẽ suy gẫm cái danh từ đó. Và rồi trong Giăng đoạn 8 câu 16, chính Chúa Giêsu cũng nói cho những người Do Thái biết Ngài, vị trí Ngài như thế nào. Đoạn 8 câu 46, đây là chính lời Đức Chúa Giêsu nói: Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Này, ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Đây là lời Chúa Giêsu nói. Có ai bắt ta thú tội được không? Có nghĩa Chúa ám chỉ ta vô tội. Mà loài người không có ai được gọi là vô tội, chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có Đấng từ trời đến mới là vô tội. Đó là địa vị của Ngài. Nếu Đức Chúa Giêsu không phải là con trời, thì Ngài mang tội lỗi như tôi và quý vị. Nếu Ngài không phải là con người, thì chúng ta không có một của lễ để chuộc tội. Chúng ta nhớ điều đó. Ngài không phải là một thiên sứ xuống làm người. Ngài là Đức Chúa Trời
trở nên xác thịt. Chính vì thế khi Đức Chúa Giêsu nói gọi Đức Chúa Trời đấng sáng tạo là thân phụ, người Do Thái hiểu rất là rõ rệt và cho rằng Ngài đặt địa vị mình là Đức Chúa Trời, cho nên họ muốn giết Đức Chúa Giêsu. Đó là cái duyên cớ duy nhất mà người Do Thái giết Đức Chúa Giêsu. Không có một cái duyên cớ nào lớn hơn cái duyên cớ đó. Chúng ta nhớ điều đó, nắm vững điều đó. Và nhớ, loài người chúng ta, Adam Eva, khi Chúa nói với Adam Eva rằng nếu một mai ngươi ăn cây biết điều thiện và điều ác thì sự chết sẽ đến. Tức là đó là tội lỗi mà con người đã vi phạm, không vâng lời Đức Chúa Trời. Muốn đặt địa vị mình lên bằng Đức Chúa Trời theo sự cám dỗ của Satan, ma quỷ, và muốn vượt qua những điều gì Đức Chúa Trời đã dạy. Cho nên loài người chúng ta ngày hôm nay hãy nhớ một điều, chúng ta chỉ có mắc lỗi với Chúa mà thôi. Chúng ta không có mắc lỗi, không có phạm tội. Bất cứ một con người nào ở giữa thế gian này, dầu họ đầy ơn như thế nào, dầu họ uy quyền như thế nào, nhưng nếu họ không phải là đấng sáng tạo thì chúng ta không có mắc lỗi với bất cứ một con người nào, một người khôn ngoan nào, một người nào thông thái nào, một nhà triết học nào hay một giáo chủ nào. Không, chúng ta chỉ mắc lỗi với đấng sáng tạo mà thôi. Con người chỉ có tội với đấng sáng tạo. Chúng ta nhớ, tất cả các tôn giáo của loài người ngoài đạo của Chúa nó được thiết lập bởi sự lừa dối của thế, của ma quỷ, mà khi đã đem con người ra khỏi nhà mà Đức Chúa Trời ban cho họ là vườn Ê-đen vì sự phạm tội của họ, thì nó không muốn họ trở về. Cho nên nó tạo ra những phương cách, những tôn giáo để lừa dối tiếp tục con người, để họ không trở về nhà mà họ đã bỏ ra đi. Rồi, đó là điều Đức Chúa Giêsu nói. Và rồi, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền tha tội mà thôi. Đó. Khi Ngài còn ở thế gian, đó là uy quyền của Ngài. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 7 câu 48-49 thì lời của Chúa nói như thế này: khi Chúa Giêsu đối diện với một người đàn bà phạm tội, và người Do Thái, các thầy thông giáo, các người Pharisee đem người đàn bà phạm tội tà dâm nó đến tố cáo, thì Chúa Giêsu nói với họ: trong vòng các ngươi ai là người vô tội, hãy ném ra người đàn bà đó trước đi. Bắt đầu từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ, bắt đầu dần dần lui ra. Và sau đó thì Đức Chúa Giêsu phán với người phụ nữ đó mà bị tố cáo là phạm tội tà dâm như thế này: vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến. Người đã yêu mến nhiều, xong kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Xin lỗi, đây là cái câu chuyện một người đàn bà được tha tội mà đã đập đôi bình ngọc ra để mà đổ trên Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau chân. Đó là người đàn bà này chứ không phải là người đàn bà trong cái câu chuyện mà như tôi nói lúc nãy. Thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Người Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng: tội lỗi ngươi đã được tha. Đây là một điều mà nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội cho con người mà thôi. Ngài là Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, trong gian đoạn 16 câu 16 chúng ta nhớ câu chuyện của Lazarơ từ kẻ chết sống lại, thì Đức Chúa Giêsu nói với Mary và Ma-thê như thế này. Xin lỗi, 16 đoạn 11 câu 16 thì đây là lời mà chính Chúa Giêsu đã nói với Mary và Ma-thê. Đức Chúa Giêsu nói, Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Đoạn 11 câu 25: kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn kẻ nào sống và tin ta thì chẳng hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: lạy Chúa. Phải, tôi tin Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian. Chúng ta biết đây là lời tiên tri mà Chúa Giêsu nói về sự đến của Ngài tương lai nữa. Ta là đấng sống, ta là sự sống và là ta là sự sống lại và là sự sống.
Chúa nói là kẻ nào tin ta không hề chết, và kẻ nào đã còn ai sống và tin ta thì chẳng hề chết. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống lại dầu đã chết rồi. Đây là điều mà Đức Chúa Giêsu nói đến ngày sau cùng. Khi Ngài trở lại thế gian này, kẻ chết sống lại, và những người đang sống thì sẽ không hề thấy sự chết nữa. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu nói đến lời tiên tri mà Ngài sẽ trở lại thế gian này qua cái câu chuyện mà Ngài nói với Maria và Ma-thê. Đó là chúng ta để ý cái vị trí mà chính Chúa Giêsu khi Ngài còn ở thế gian, Ngài công bố: ta là đấng sống, ta là đấng sống lại, ta là đấng sống. Rồi trong Giăng đoạn 14 câu 3, chính Chúa Giêsu cũng nói với các môn đồ rằng: ta đi sắm sắm cho các ngươi một chỗ, thì ta đã đi và sắm sắm cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại và đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đây là điều mà Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ lúc mà Ngài còn ở thế gian rằng: ta sẽ đi và ta sẽ trở lại. Tức là Chúa nói đến Ngài sẽ trở lại thế gian này lần thứ nhì nữa để thiết lập vương quốc của Ngài ở giữa thế gian này. Đây là điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Chúa nói là: ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống, và ta là đấng sống và là đấng sống lại. Ngài là vô tội, Ngài là con Đức Chúa Trời, và Ngài có quyền tha tội. Rồi chúng ta nhớ Chúa chết, Chúa sống lại, Chúa ở với các môn đồ 40 ngày, chứng tỏ cho họ biết rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại, để rồi họ đi làm chứng. Rồi Ngài nói với các môn đồ trong cái đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đọc là Chúa sẽ trở lại. Anh em chị em, đây là điều mà chúng ta trông đợi, Ngài sẽ trở lại. Cho nên Đức Chúa Giêsu sống lại, nếu tất cả những điều gì mà Ngài nói, Chúa nói ta là đường đi, ta lại thật, không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đó là điều nói rất là khẳng định, mạnh mẽ và có uy quyền. Không bởi con đường này và không bởi lẽ thật mà ta giao cho các ngươi, giảng cho các ngươi, nói với các ngươi thì không thể nào đến cùng Đức Chúa Trời được, tức là đấng sáng tạo. Anh em chị em ơi, tất cả những điều gì mà tôi mới nói với anh em chị em đó, nó sẽ là vô giá trị nếu Đức Chúa Giêsu chết và Ngài không sống lại. Thế thì sự sống lại của Ngài là gì? Nói đến điều gì? Và có sự quan trọng gì? Sự sống lại của Ngài nói cho chúng ta biết rằng Ngài là con đường duy nhất để chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Sự sống lại của Ngài nói với chúng ta rằng Ngài là lẽ thật, chứ không phải Ngài có lẽ thật. Không phải là Ngài cũng đi tìm con đường để đến với Đức Chúa Trời. Không, Ngài là con đường và Ngài là lẽ thật. Và Ngài cũng là sự sống. Anh em chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong không thân thể vật lý này là cũng bởi lời của Ngài, cũng bởi Ngài. Chúa đã sáng tạo, Chúa thiết lập tất cả những điều gì mà con cái loài người cần có ở giữa thế gian này để sinh tồn trong thân thể vật lý. Và rồi Ngài đã chết và Ngài sống lại. Rồi Ngài nói với chúng ta rằng vì Ngài là vô tội cho nên Ngài có thể chết cho tôi và quý vị. Và Ngài là con Đức Chúa Trời, tức là Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền tha tội cho chúng ta. Và rồi nếu chúng ta đã chết trước khi Chúa Giêsu trở lại thì Ngài có uy quyền để khiến chúng ta sống lại. Và nếu chúng ta có mặt khi Ngài trở lại thế gian này thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự chết nữa. Thân thể này sẽ được biến hóa như trong 1 Thessalonica đoạn 5 nói đến. Đó là lời mà Chúa Giêsu nói với Maria và Ma-thê. Chúa nói ta là sự sống và sự sống lại. Ai tin ta đã chết rồi thì sẽ được sống lại, và ai tin ta thì sẽ không hề thấy sự chết nữa nếu Chúa đến. Đó là thời điểm mà cái kinh nghiệm kẻ chết sống lại, và những người đang sống mà tin Chúa thì sẽ không hề thấy sự chết nữa. Vì đó là thời điểm mà công việc Chúa hoàn tất sự phục hồi và tái tạo cái thế giới mà chúng ta đang sống. Nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại thì tất cả những điều Ngài nói, như tôi mới lặp lại cho quý vị, vô giá trị. Cho nên sự sống lại của Chúa rất là quan trọng. Uy quyền của sự sống lại cho chúng ta biết rằng một ngày trong tương lai khi Đức Chúa Giêsu trở lại, nếu tôi và quý vị là những người phải ra đi khỏi cái thế giới mà chúng ta đang có trên thế giới vật chất này, thế giới vật lý này, thì khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ sống lại. Trong 1 Thessalonica đoạn 5 nói như thế nào? Lúc bây giờ, Chúa sẽ sai thiên sứ ra thổi tiếng kèn đánh thức chúng ta dậy. Bởi vậy Kinh Thánh nói sự ra đi
trong thân xác của con cái loài người chỉ là một giấc ngủ thôi, giấc ngủ thôi. Tiếng kèn các thiên sứ sẽ đánh thức chúng ta dậy. Có nhiều người thắc mắc, nếu ở dưới biển thì sao? Nếu mà tôi đã bị thiêu thì sao? Thân xác tôi không được chôn giống như những người kia thì sao? Anh em chị em ơi, đó không phải là việc chúng ta quan tâm. Đức Chúa Trời đã chọn, đã tạo chúng ta từ bụi đất. Ngài biết bụi đất nào thuộc về chúng ta, thì các thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi nó phải trở lại đúng cái vị trí của nó và sự sống lại được thành hình. Anh em chị em, Đấng sáng tạo là như vậy. Chúa đã làm chúng ta từ bụi đất, nhớ điều đó, thì chẳng có điều gì lạ cho Ngài để Ngài có thể làm. Cho nên sự sống lại của Chúa là điều vô cùng quan trọng cho tôi và quý vị. Nếu Đức Chúa Giêsu không sống lại, chúng ta chẳng có hy vọng gì hết. Đó là uy quyền của sự sống lại. Và nhớ, vì Ngài đã sống lại, cho nên tất cả những điều gì Ngài nói với chúng ta là chỉ có một con đường duy nhất đi về nhà Chúa. Và Ngài là Đấng duy nhất có quyền tha tội. Và Ngài là Đấng duy nhất vô tội để có thể chuộc tội cho mình. Và Ngài là Đấng sẽ trở lại để hoàn tất những điều gì Ngài hứa với chúng ta, con cái và người, đã được nói tiên tri trong cả thời cựu ước nữa, chứ không phải là không. Thế thì sự sống lại đã chứng minh cho chúng ta lẽ thật nào? Ngài là, nhớ, trong cái ngôn ngữ ở trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy trong Giăng đoạn 14, câu 5, câu 4, câu 5, câu 6, mà Chúa Giêsu nói, ta là đường đi lẽ thật. Nhớ, chúng ta để ý cái chữ ta là, cái đó là một cái danh hiệu của Đức Chúa Trời khi Ngài đến nói chuyện với Môi-se ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 3, câu 14. Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 3, câu 14. Đây là nguyên văn cái lời mà Chúa nói với Môi-se khi Ngài gọi Môi-se đi làm công việc là Đấng giải cứu. Đức Chúa Trời phán rằng ta là Đấng tự hữu hàng hữu. Rồi Ngài lại rằng hãy đi nói với dân Israel rằng như vậy Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng ngươi. Trong nguyên văn của tiếng Hebrew, và chúng ta để ý trong cái ngôn ngữ mà chính Đức Chúa Giêsu nói, ta là đường đi, ta là lẽ thật. Chúa nói ta là, điều đó nói đến điều gì? Trong cái cách mà Chúa nói, chúng ta để ý, nói với chúng ta biết rằng Ngài là Đấng sống, Ngài là Đấng hiện tại. Chúa không phải là Đấng ngày hôm qua, nhưng mà Chúa Đấng ngày hôm nay. Chúa là Đấng ngày hôm nay, Chúa là Đấng hiện tại. Trong giây phút này, ta là. Ngài là đường đi ngay bây giờ, chứ không phải đợi ngày mai mới có. Ngài là lẽ thật, không phải để chúng ta đi tìm kiếm, nhưng mà ở trong Ngài ngay bây giờ. Ngài là Đấng có quyền tha tội cho chúng ta. Và Ngài là Đấng sống, và Ngài là Đấng sống lại. Anh em chị em, đó là ý nghĩa của chúng ta là. Trong tiếng Anh khi mà họ dịch cái danh xưng của Chúa ở trong cái chỗ này, thì họ chuyển ra I am that I am and I am who I am. Có nghĩa là ta là Đấng ta là. Cái tên của Chúa, danh hiệu của Ngài là ta là. Từ đó trong cái ngôn ngữ của người Do Thái họ không đọc được. Rồi dần dần sau này Hội Thánh của Chúa, những người trong Hội Thánh họ bắt đầu họ phiên âm ra là Yahweh hay là Jehovah, từ cái chữ mà ở trong cái câu Kinh Thánh mà tôi mới đọc cho quý vị ở đây, thì họ phiên âm là, họ dịch là Đấng tự hữu hàng hữu, tức là I am that who I am, I am who I am that I am. Có nghĩa là ta là Đấng ta là. Nói đến Ngài là Đấng sống, Ngài là Đấng hiện hữu với chúng ta ngay bây giờ, ngay trong hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, ngay trong sự hoàn nạn mà chúng ta đang đối diện, ngay trong nguy hiểm mà chúng ta đang chiến đấu, ngay trong bất cứ hoàn cảnh gì tôi và quý vị đang đối diện, đang gặp phải, nhớ Chúa là Đấng đang ở với chúng ta. Không phải ngày mai Chúa mới xuất hiện, Chúa làm việc cho chúng ta, không, ngay bây giờ Chúa nghe chúng ta, lời cầu nguyện của chúng ta Ngài lắng nghe và Ngài đáp lời chúng ta. Đó là ý nghĩa của ta là, Đấng ta là. Vì vậy Chúa Giêsu khi Ngài nói với các môn đồ, Chúa nói ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống. Rồi Chúa còn nói ta
ta là yêu thương, chứ không phải Chúa có yêu thương, ta có yêu thương, không. Ta là, đó là bản chất của Đức Chúa Trời. Cho nên sự sống lại của Ngài đã chứng nghiệm cho chúng ta biết rằng tất cả những điều gì Chúa nói về chính Ngài có giá trị bền vững, đời đời và chắc chắn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Chúng ta cảm ơn Chúa Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và đến đời đời không hề thay đổi. Và sự sống lại của Chúa nói rằng Ngài là đấng sáng tạo, ta là đấng sáng tạo, có nghĩa là như vậy. Rồi Ngài trở lại, Ngài sẽ trở lại. Và đấng sự sống lại của Chúa cũng nói cho chúng ta biết rằng Ngài đã phá vỡ quyền của sự chết, cho nên Ngài là đấng sống và Ngài là đấng sống lại. Không những vậy, Ngài phá vỡ quyền lực của tội lỗi, của Satan, của sự chết. Sự sống lại của Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết điều đó và chứng nghiệm cho chúng ta biết điều đó. Tất cả những điều gì Ngài đã nói và Ngài bày tỏ cho chúng ta biết, anh em chị em, đó là uy quyền, đó là quyền phép của sự sống lại. Sự sống lại của Chúa chứng nghiệm tất cả những điều gì Ngài nói, Ngài là, thì Ngài là như vậy. Và rồi không những Ngài là như vậy, nhưng mà rồi chúng ta là người đi theo Chúa. Anh em chị em, Chúa ban cho chúng ta đi điều gì? Chúa ban cho chúng ta khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Nhớ khi Chúa còn ở với các môn đồ, đây là điều mà Ngài nói với các môn đồ, vì Ngài có quyền trên sự chết, Ngài có quyền trên bệnh tật, Ngài có quyền. Và Chúa Giêsu đã bày tỏ điều đó rồi, đã được ghi chép trong các sách phúc âm. Và trước khi chết và Ngài sống lại, Chúa nói với các môn đồ điều này, Chúa ban cho họ điều này mà chúng ta đã thường nghe. Nếu ai chưa nghe thì đây là điều mà chúng ta cần nghe để biết cái vị trí của mình, có uy quyền của mình mà Chúa cho chúng ta. Anh em chị em ơi, quý vị có thể đọc hết Kinh Thánh, quý vị có thể thuộc lòng Kinh Thánh, quý vị có thể đi thi Kinh Thánh được giải thưởng nhất nhì ba, nhưng mà nếu lời mà Chúa nói chúng ta không tin và không nhận đó là lời Chúa nói dành cho mình, thì tất cả những điều gì mà lời Chúa nói trong Kinh Thánh chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm. Đây là điều mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ. Môn đồ nhé, chứ không phải sứ đồ. Tôi và quý vị là môn đồ của Chúa. Còn những người môn đồ được sai vào những vị trí đặc biệt là những sứ đồ, những người giảng đạo, những người tiên tri, những sứ đồ vân vân, đó là những vị trí đặc biệt Chúa sai họ. Nhưng mà tất cả chúng ta là môn đồ. Chúa nói với các sứ đồ khi Ngài đi sứ soạn đi về, Chúa nói là mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Chúa nói với họ làm sao? Hãy đi khắp thế gian, khiến muôn dân trở nên môn đồ, chứ không phải đem họ đến trở thành người tin Chúa. Không thôi, tin Chúa là bước đầu tiên, rồi phải trở nên môn đồ. Môn đồ là người làm như thế nào? Học và thực hành. Chúa Giêsu dạy các môn đồ, rồi Ngài sai họ đi thực hành những điều mà Ngài muốn các môn đồ thực tập. Chúa sai, ở đây chúng ta thấy trong Luca đoạn 10 nói là Chúa sai 70 môn đồ, chứ không phải Chúa sai 12 người nha. Môn đồ, tôi quý vị, tôi với quý vị là môn đồ. Bởi vì Chúa ra lệnh cho các sứ đồ là khiến muôn nhân trở nên môn đồ. Ở đây 70 môn đồ, tức là Chúa bảo họ đi giảng đạo, làm việc này, việc nọ, việc kia. Thì sau khi đi giảng đạo, đi trừ quỷ, chữa bệnh, vân vân, họ trở về. Thì họ nói với Chúa như thế này. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta ban cho các ngươi quyền giày đạp rắn, bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Anh em chị em, có nhiều người đọc cái đoạn Kinh Thánh này ngày hôm nay, họ nói như thế này. Họ nói hồi đó cuốn Kinh Thánh này chưa được chép, các sứ đồ cần cái quyền đó. Ngày hôm nay chúng ta có cuốn Kinh Thánh được chép đầy đủ rồi, cái này chắc không cần nữa. Anh em chị ơi, quỷ Satan 2.000 năm trước, 4.000 năm trước, 6.000 năm trước, bao nhiêu năm trước, lúc mà nó đối diện với Adam, Eva như thế nào, thì ngày hôm nay nó cũng như vậy thôi, nó không thay đổi.
công tác của nó là cướp, giết và hủy diệt. Đó là công việc của nó. Nếu ngày xưa những người đi giảng đạo cần uy quyền để đối diện với nó, thì ngày hôm nay đây là điều Chúa cũng nói với các môn đồ lúc khi Ngài còn ở thế gian rằng đó là uy quyền mà Ngài ban cho họ trước khi Ngài chết và sống lại. Chúa ban cho những người môn đồ đó. Thế thì ngày hôm nay Đức Chúa Giêsu đã sống lại rồi, và sự sống lại của Ngài chứng tỏ cho chúng ta biết Ngài là con Đức Chúa Trời thực sự. Ngài là đường đi lẽ thật, Ngài là đường đi thực sự, Ngài là lẽ thật thực sự, và Ngài là sự sống, và Ngài là sống, sự sống lại thực sự. Ngài có quyền tha tội, và Ngài có quyền trên bệnh tật, Ngài có quyền trên ma quỷ, Ngài có quyền trên, và Ngài ban cái quyền đó cho chúng ta. Anh em chị em, chúng ta có thể đọc, nên nếu chúng ta không tin thì không điều gì xảy đến cho chúng ta. Bởi vậy trong Hebrew khi Chúa nói với người Do Thái, Chúa nói là người Do Thái họ cũng đã nghe tin mừng, cái tin lành, cái phúc âm mà ngày hôm nay tôi và quý vị nghe. Không phải họ chỉ có luật pháp, họ cũng nghe tin mừng đó, nhưng họ không nhận điều đó thuộc về mình. Anh em chị em, rất quan trọng. Chúng ta đi theo Chúa đắc thắng hay không, ở cái chỗ là lời Chúa nói, lời hứa của Chúa, chúng ta có nhận điều đó thuộc về mình hay không, hay là cái đó lịch sử không. Chúa Giêsu không phải là chỉ là một đấng ở trong lịch sử của con người, nhưng mà Ngài là đấng sống. Bởi vậy Ngài là đấng ta là. Chúa Giêsu nói với các môn đồ ta là. Chúng ta nhớ điều đó, đừng quên. Ngài là đấng ngày hôm nay, Ngài là đấng bây giờ, Ngài là đấng hiện tại, Ngài là đấng sống. Ngài nghe, Ngài ban uy quyền cho chúng ta. Ở đây lời Chúa nói, này ta ban quyền cho các ngươi giải đạp rắn, bò cạp và mọi quyền kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Anh em chị em, chúng ta phải tin, còn nếu không, chúng ta không kinh nghiệm. Rồi sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại rồi, thì trong Mát đoạn 16, câu 16, 17, lời Chúa Giêsu cũng nhắc lại, không khác chi những gì mà Chúa đã ban cho các môn đồ khi xưa. Cho nên sự sống lại của Chúa cho chúng ta một niềm tin vững mạnh rằng điều gì Ngài nói, điều gì Ngài hứa, điều gì Ngài ban cho chúng ta là điều có giá trị, bền vững, chắc chắn, đời đời, để chúng ta nắm lấy và đặt niềm tin và thực hành. Tùy theo lượng đức tin, chúng ta sẽ đón nhận nhiều hay ít, việc lớn, việc nhỏ, tùy theo lượng đức tin. Nhưng phải có đức tin rằng lời của Chúa nói với chúng ta là thuộc về chúng ta. Amen. Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, đây là lời của Ngài nói với các môn đồ một lần nữa. Hồi lúc nãy tôi đọc cho quý vị là trước khi Đức Chúa Giêsu chết và sống lại, Chúa nói với các môn đồ khi Ngài sai họ đi 70 người. Và đây là lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ sau khi mà Ngài sống lại. Ai tin chịu phép bóc tên thì sẽ được rỗi. Những ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Đoạn 16, câu 16, bắt đầu từ câu 16. Mát. Vậy những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay uống chi độc cũng chẳng hại chi. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì Ngài được cất lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Về phần các môn đồ nhá, phần các môn đồ chứ không phải sứ đồ, đây là những người đi theo Chúa một cách tổng quát lúc bây giờ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Anh em chị em, có nhiều người nói không biết cái điều này có thể sẽ còn xảy ra thật hay không. Anh em chị em, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi thôi. Trong cái hành trình đi với Chúa và làm công việc Chúa, tôi chẳng có đi tu luyện ở đâu, nhưng mà một ngày kia, cách đây khoảng cũng gần 30 năm, đó là lúc 82, đó gần 30 năm, lên vùng San Jose này, rồi đi làm việc, rồi chú kêu gọi bắt đầu mở hội thánh. Thì có một chàng thanh niên trẻ, nó cũng đến hội thánh. Một ngày kia thì em nó không đến nhà thờ nữa, và nói với mấy người bạn rằng nó không muốn gặp tôi, nó sợ. Mà thực sự tôi không làm một điều gì sai, không làm điều gì buồn, không có hăm dọa, không gì hết.
Nhưng mà sau đó phát giác ra là em này bị tà linh ma quỷ thống trị nó. Và đây là kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời đi hầu việc Chúa của tôi, là nhân danh Đức Chúa Giêsu ra lệnh cho ma quỷ ra khỏi con người đó. Và công việc này nó kéo dài 2-3 đợt. Đợt thứ nhất là nhân danh Đức Chúa Giêsu cầu nguyện. Một ngày kia đó, sở dĩ mà tôi nói em này là bị tà linh ma quỷ là vì nó nói nó sợ gặp tôi. Cho nên một điều đầu tiên Chúa Thánh Linh nhắc trong lòng tôi là người này bị tà linh. Cho nên mấy em đó, mấy em bạn của nó đem đến để cho tôi cầu nguyện. Thì sau khi tôi cầu nguyện rồi đó, thì đuổi tà linh nó ra rồi. Và em này trở về nhà. Và cái nhà của em thì sống chung với những người anh em, chị em chưa có tin Chúa. Họ có những cái bàn thờ họ để đó. Thì cái tà linh nó trở lại. Tại vì nó là người mới biết Chúa thôi. Trở lại. Và khi nó trở lại thì nó gọi điện thoại, nó nói chuyện với tôi, nó nói với tôi là nó nói bằng tiếng Anh. Nó nói là "You waste your time with your friend." Và nó nói tiếp nữa là "He belong to me." Nó nói qua cái môi miệng của cái em đó như vậy. Nó nói là mày đã phí thì giờ với đứa bạn của mày, nó thuộc về tao rồi. Thì khi tôi nghe, tức là nó đã được đuổi quỷ ra một lần rồi, lần thứ nhì, khi nó về nhà nó bị nhập trở lại. Và khi tôi nghe như vậy, tôi nói với qua điện thoại, tôi nói nhân danh Đức Chúa Giêsu tôi ra lệnh cho mày phải lui xa khỏi người này. Thì ở bên kia đầu dây điện thoại nó cúp xuống. Thì cảm ơn Chúa, qua cái đêm đó tà linh xuất ra khỏi và nó trở lại bình thường, trở về. Và cái sự diễn tiến này tiếp tục còn đuổi lần thứ nhì và lần thứ ba nữa. Thì cuối cùng thì em này nó đã được giải phóng. Và lúc đó nó đang đi học đại học trong San Jose State năm thứ hai ở trong kỹ sư. Và rồi khi mà nó bị tà linh ám, nó mất trí, nó không có đi học được nữa. Và khi đuổi tà linh ra rồi thì nó trở lại bình thường, nó đi học. Và nó hoàn tất cái chương trình kỹ sư 4 năm. Và bây giờ nó đang làm cho một hãng ở tại trong vùng Bay Area này. Tôi cũng không có nói cái tên cái hãng nó làm chi để có nhiều người có thể đoán biết. Anh em chị em, tôi kể câu chuyện đó để cho chúng ta thấy sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại rồi, Chúa ban cái quyền này cho tôi, cho quý vị, cho tất cả những người có niềm tin nơi Chúa. Chúa nói là vậy những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Đây là một việc thôi, dùng tiếng mới mà nói, đây là cái việc khác nữa. Bạt rắn trong tay uống chi độc cũng chẳng hại chi. Nó có nhiều người đọc đến câu kinh thánh này nhưng mà họ áp dụng sai. Họ nói thôi bây giờ Chúa cho tôi nè, bây giờ đưa thuốc độc cho tôi. Không, đây là điều mà Chúa ban cho những người đi môn đồ, đi rao giảng lời Chúa, nếu họ bị hại bởi thuốc độc. Và Chúa là đấng ban cho họ sự chữa lành. Điều đó đã xảy đến rất nhiều lần, nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Những nhà truyền giáo đi đến những nơi, những bộ lạc mà họ, khi họ chưa chấp nhận lời của Chúa, đây là một trong những phương cách họ tìm cách hãm hại những người giáo sĩ đi truyền giáo. Và những người này họ đặt niềm tin nơi Chúa và họ không biết điều gì, họ được mời thì họ uống, họ cầu nguyện họ uống và chẳng có điều gì tổn hại hết. Cho nên khi những người thuốc độc họ thấy họ không bị tổn hại chi hết, có nhiều khi cả làng trở lại với Chúa. Đó là điều đã xảy đến thực sự trong lịch sử của Hội Thánh ngày hôm nay. Anh em chị em, uy quyền của sự sống lại không phải chỉ có là Đức Chúa Giêsu đã ra khỏi mồ mả và đã chứng minh cho chúng ta Ngài là đường đi, Ngài là lẽ thật, Ngài là sự sống và Ngài là đấng sống lại và Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã có quyền tha tội cho chúng ta, Ngài đã có quyền ban sự cứu rỗi cho chúng ta, nhưng còn ban cho chúng ta uy quyền để chúng ta tiếp tục làm chứng nhân cho Ngài ở giữa thế gian này nữa. Rồi đó là lời mà Chúa Giêsu nói. Rồi chúng ta đi xem thêm coi, khi Chúa nói rồi mấy ông môn đồ này ông có thực hành được cái điều gì không? Chúng ta xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 33 thì thuật lại như thế này. Tức là sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống cho các môn đồ rồi, câu 32 nói và người tin Chúa tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Anh em chị em, không những
Những người đi theo Chúa sau khi Chúa về trời rồi, họ đi, họ thực hành, họ tin vào điều mà Chúa ban cho họ, họ tin vào lời hứa là Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống và trang bị cho họ quyền phép để làm chứng, rồi họ bắt đầu thực hành. Ở đây Kinh Thánh nói như thế nào? Họ lấy quyền phép rất lớn, chữa lành, đối quý và làm những việc gì cần làm. Chúng ta nhớ một điều, tôi và quý vị là người đi rao giảng lời Chúa, chúng ta không phải đi tìm quỷ để đuổi, chúng ta không phải đi tìm người bệnh để làm công việc đó, không. Nhưng nếu chúng ta gặp nhu cầu người bị ma quỷ áp bức thì đây là uy quyền Chúa ban cho chúng ta phải sử dụng. Và nếu chúng ta gặp những người bệnh hoạn cần được đặt tay chữa lành thì chúng ta phải làm công việc đó, vì đó là điều Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có dám nhận không? Chúng ta dám thực hành hay không? Vì đó là việc Chúa làm, chứ không phải tôi làm, không phải quý vị làm. Chúng ta chẳng có uy quyền chi hết. Nếu chúng ta làm trong danh của mình, thì khi chúng ta làm trong danh của Chúa, Chúa là đấng sẽ làm việc. Rồi có người hỏi, thế thì mọi người bệnh sẽ hết hay không? Không, có những người mình cầu nguyện cho họ chết. Nếu anh em chị em ơi, nếu đó là thời điểm của họ phải ra đi, thì không có điều gì thay đổi được. Nếu đó là thời điểm mà họ còn được ở trên thế gian này, thì đó là điều Chúa sẽ thực hành. Đương nhiên, Chúa ban cho con người có sự khôn ngoan, tìm ra phương thuốc này, phương thuốc nọ. Nhưng mà chúng ta nhớ, Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng bác sĩ đại tài của cả thế gian này. Có những việc khi loài người bó tay, đó là lúc mà Chúa ra tay để cho con người thấy rằng Ngài có quyền trên thân thể, Ngài có quyền trên bệnh tật, Ngài có quyền trên con cái loài người, Ngài có quyền trên ma quỷ. Và nhớ, sự sống lại của Chúa Giêsu chứng minh rằng uy quyền đó là uy quyền đời đời, và uy quyền đó là uy quyền Ngài ban cho mỗi chúng ta. Hãy cầu nguyện, hãy sử dụng. Còn việc lành đó là việc của Chúa, và chúng ta hãy vâng lời và làm. Nếu đó là thời điểm họ chưa phải ra đi, thì Chúa sẽ làm việc vượt trội hơn tất cả những điều gì mà phương thuốc con người có thể giúp cho họ được. Chúa đã chứng minh điều đó. Rồi mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay là gì? Trước khi chúng ta đi vào cái mục tiêu, tôi muốn đọc thêm cho quý vị một câu nữa ở trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 10 câu 38. Khi Thánh Phêrô giảng đạo cho gia đình Cọt Nây thì ông nhắc lại một điều này: thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta nhớ, chúng ta ngày hôm nay cũng được sức dầu bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói với các môn đồ như thế nào: hãy ở tại trong thành Jerusalem để chờ đợi Đức Thánh Linh. Và khi Đức Thánh Linh giáng xuống thì đây là điều các ngươi làm chứng cho Chúa, làm chứng bằng uy quyền, giống như trong Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 23, làm chứng với uy quyền rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Cho nên dấu kỳ sự lạ mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay cũng có một mục đích, để chứng minh Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và ở đây được nhắc lại, Chúa Giêsu nhận Đức Thánh Linh, Ngài làm công việc đó. Chúng ta cũng nhận Đức Thánh Linh, chúng ta cũng có thể làm công việc đó. Bởi vì Ngài nói với chúng ta như thế này: nếu các ngươi tin, nhớ chính lời Chúa Giêsu nói, Chúa nói với các môn đồ, nếu các ngươi tin thì các ngươi sẽ làm những việc ta làm và làm những việc lớn hơn. Đây là lời Chúa Giêsu nói nha, trong Giăng đoạn 14 câu 12: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Tức là Chúa làm cái gì? Nếu mình có đức tin, đón nhận thần linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể làm được vì danh Chúa Giêsu, chứ không phải vì chúng ta luyện tập hay là sống một đời sống tốt lành, đạo đức, tu luyện rồi mới có được. Không, Chúa ban cho chúng ta. Đương nhiên thì Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ biến đổi đời sống chúng ta từ một con người có gia sản của Adam, Eva là tội lỗi, kiêu ngạo, tham lam, vân vân, trở thành một con người có đặc tính của Chúa: yêu thương, vui mừng, bình an, hiền lành, trung tín, mềm mại.
nhịn nhục, kích động. Đó là điều Chúa nói là việc ta làm và việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Tức là Chúa Giêsu nói khi ta đi về cùng cha, các ngươi cũng sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa. Không phải là mình hơn Chúa, nhưng mà khi xưa chỉ có một mình Chúa Giêsu và bao nhiêu người có mặt với Chúa, Chúa sai. Ngày hôm nay tất cả những người tin Chúa, nếu họ nhận lời này thuộc về Ngài, thuộc về mình, Ngài phán thuộc về mình, thì họ cũng có thể là, chúng ta nhớ điều đó, lớn hơn nữa, có nghĩa là rộng rãi hơn nữa và nhiều hơn nữa. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu chỉ khiến, trong Tân Ước thuật lại có ba người từ kẻ chết sống lại. Mà ngày hôm nay một cái câu chuyện một người thôi, nếu quý vị không tin thì quý vị đi tìm đọc một cái người có tên là Smith Wigglesworth. Wigglesworth là một người thợ ống nước thôi, chẳng học hành chi nhiều hết, thậm chí nó nói ông không đọc được Kinh Thánh. Nhưng mà khi ông được báp têm bằng Đức Thánh Linh rồi, người vợ phải dạy ông đọc Kinh Thánh bằng tiếng Anh, và ông trở thành một nhà truyền giáo đầy ơn và quyền năng trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Ít nhất hơn 20 người từ kẻ chết sống lại mà Chúa đã dùng. Nó lớn hơn nữa là như vậy, nhiều hơn. Anh em chị em, Chúa của chúng ta thật là tuyệt vời. Phần chúng ta, lời Ngài phán, chúng ta có tin hay không? Anh em chị em tôi, quý vị, chúng ta không đủ trí tuệ, cảm xúc và sức lực của chúng ta để tin những thần linh của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ giúp chúng ta có thể tin trong cái giây phút có cần, để rồi uy quyền của Chúa có thể xảy ra được khi chúng ta cần. Đó là điều rất là quan trọng. Uy quyền của sự sống lại là như vậy. Là lời Đức Chúa Giêsu nói, lời hứa mà Ngài hứa cho chúng ta là thật, là có giá trị, bền vững đời đời. Hãy nắm lấy và thực hành. Thí nghiệm đi quý vị. Chúng ta được quyền thí nghiệm. Thí nghiệm thử thí nghiệm lời Chúa. Nếu quý vị tin, thử trong cái tinh thần đức tin, chứ không phải thử theo cái tinh thần kiêu ngạo, thách thức Chúa. Không phải như vậy. Và đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần đặt mục tiêu trong cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa. Cũng giống như Thánh Phaolô, ông đã nói, cái mục tiêu của chúng ta là biết Ngài, tức là biết Đấng Messi, Đấng được sức dầu. Và đây là nguyên văn lời của Thánh Phaolô, ông nói, tôi sẽ chịu thiệt thòi tất cả, nhưng mục đích của cuộc đời của tôi ngày hôm nay là gì? Ông nói là, đây là ông nói trong sách Philip đoạn 3, ông nói là tôi sẵn sàng để Đấng Christ, bèn bởi tin Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi đó, tin Đức Chúa Giêsu mà được sự công bình được lập trên đức tin, cho đến nỗi, tức là cho đến khi nó trưởng thành, cho đến khi nó tăng trưởng, cho đến khi tới cái mức đó, cho đến nỗi, có ý nghĩa là như vậy, cho đến nỗi tôi biết được biết Ngài. Không phải biết trong tri thức, không chỉ biết trong ngôn ngữ đã được viết lại trong Kinh Thánh, nhưng mà biết Chúa trong kinh nghiệm rằng lời Ngài nói, Ngài là con Đức Chúa Trời, quả thật Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là đường đi, quả thật là Ngài đường đi, Ngài là lẽ thật, quả thật Ngài là lẽ thật, Ngài là sự sống, quả thật Ngài là sự sống, Ngài là Đấng sống lại, quả thật Ngài là Đấng sống lại. Biết như vậy trong kinh nghiệm và lời Ngài nói, những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, biết Chúa, thử có cái lời đó, có kinh nghiệm, có linh nghiệm hay không? Anh em chị em, nó linh nghiệm. Tôi kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm nhiều lần rồi. Kinh nghiệm nhiều lần trong sự cầu nguyện để ban sự chữa lành. Cầu nguyện để đuổi tà linh ma quỷ. Không phải một lần, nhiều lần, nhiều lần. Chúa ban cho. Rồi cũng có những người cầu nguyện rồi họ cũng đi luôn. Vì đó là thời điểm của họ. Chúng ta không có quyền. Vì sự sống và sự chết thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu Chúa định cho họ còn sống, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ tác động và Chúa cho họ trỗi dậy. Thánh Phaolô nói, đến nỗi tôi được biết và quyền phép của sự sống lại của Ngài. Không những biết Chúa, nhưng mà kinh nghiệm cái quyền phép của sự sống lại đó, cái quyền phép của sự sống lại đó chứng minh rằng những gì, điều gì Đức Chúa Giêsu đã nói về chính mình là thật, để chúng ta có thể gắn linh hồn mình, sự sống mình, cả cuộc đời của mình trong cái lời đó.
không có một lời nào có giá trị như chính lời mà chính Chúa Giêsu đã nói về chính mình, và Ngài đã chứng tỏ qua sự chết và sự sống lại. Ông Thánh Phaolô nói: cho nên nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép của sự sống lại Ngài và sự thông công thương khó của Ngài. Đó, thường thường chúng ta ngừng ở khúc trên, biết Ngài, biết quyền phép Ngài, nhưng mà cái phần sau, thông công sự thương khó, có nghĩa là chúng ta phải vác thập tự giá mình với Chúa mỗi ngày, để chúng ta chết đi con người cũ, con người của sự tham lam, sự kiêu ngạo, của đủ mọi thứ hết. Quý vị ơi, tôi, quý vị, ai trong chúng ta cũng có, bởi vì đó là cơ nghiệp mà Adam và Eva để lại cho mình. Cho nên chúng ta càng có Chúa, càng có lời Chúa, càng có sự thống trị của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, thì tất cả những điều đó nó càng dần dần nó tan biến và được đóng đinh hoàn toàn trên thập tự giá với Chúa. Còn nếu không, nó sống động trong cuộc đời của chúng ta. Dù chúng ta có biết đến Chúa mấy chục năm, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta được làm bắp tên, chúng ta đi đến địa vị này, địa vị kia trong một hội thánh nào đó, cũng không bảo đảm được. Nhớ cái phần mà đem chúng ta đến sự đắc thắng trong cuộc đời đi theo Chúa là được biết sự thâm công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Đó, trở nên giống như Đức Chúa Giêsu trong sự chết của Ngài. Chúa Giêsu chết cho ai? Chúa Giêsu chết cho toàn thế gian này. Còn tôi, quý vị, như Thánh Phaolô nói ở đây, chết cho ai? Chết cho bản ngã yếu đuối của mình. Để rồi sự sống của Chúa ở trong tâm linh chúng ta, với uy quyền, với sự bình an, với sự chữa lành, với quyền nối tà linh ma quỷ, tất cả những điều gì mà Chúa hứa ở trong chúng ta, vì Ngài ở trong chúng ta, được tuôn tràn qua tâm hồn chúng ta, cảm xúc chúng ta, và động chạm đến thân thể của chúng ta, rồi nó tràn ra cho đến những người nào mà chúng ta động chạm bằng thân thể vật lý của mình. Chúng ta nhớ ông Thánh Phêrô không? Thánh Phaolô. Ông Thánh Phêrô thì thậm chí nói cái bóng ông đi qua, người ta xếp hàng người bệnh tật để khi Phêrô đi ngang, cái bóng của ông đụng vào. Đó, anh em chị em, cái quyền đó ở đâu? Cái quyền đó ở trong tâm linh, nó chảy ra tâm hồn và nó chảy ra thân thể, rồi thậm chí nó ở trên cái bóng của Phêrô. Còn ông Thánh Phaolô thì sao? Kinh Thánh chép lại là cái áo của ông để trên người bệnh, người bệnh được chữa lành. Cái áo nó không uy quyền chi hết, nhưng mà quyền năng của sự sống lại ở trong con người chúng ta, ở trong tâm linh của chúng ta, nó tràn qua tâm hồn của chúng ta, nó đụng chạm đến thân thể vật lý của chúng ta, nó dính vào cái áo này, cái áo mà Phaolô mặc, thậm chí nói cái áo nó đụng chạm đến người khác, một người khác nhận được sự chữa lành. Anh em chị em, không phải cái áo nào cũng có như vậy, nhưng mà chỉ có áo của những người kinh nghiệm giống như Phaolô. Đó là mục tiêu của tôi và quý vị trong cuộc đời mình đi theo Chúa, là biết Chúa, biết quyền phép của sự sống lại và thông công trong sự thương khó, để mình trở nên giống Chúa như trong sự chết của Ngài. Để rồi sự đắc thắng mà Chúa đã đắc thắng tội lỗi, đắc thắng Satan và đắc thắng sự chết, bảo đảm luôn luôn thuộc về mình. Chúng ta cảm ơn Chúa. Anh em chị em, chúng ta cùng đến với Chúa cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ nhận tiệc thánh. Nếu ai trong chúng ta chuẩn bị thì chúng ta sẽ đón nhận tiệc thánh với nhau. Nhưng mà trước khi chúng ta đón nhận tiệc thánh, tôi muốn kể cho anh em chị em một câu chuyện này đã được ghi chép lại trong lịch sử hội thánh của Chúa. Cái câu chuyện này đó cũng là câu chuyện mà trong cái thời kỳ mà có cái dịch được gọi tên là bubonic plague, nó xảy ra khoảng năm 1875. Đây là một người ở xứ châu Úc, ông đó có tên là John Alexander Dowie, là một mục sư ở đó. Khi các cơn dịch nó đến đó, thậm chí đến nỗi ông nói là ông đã đi chôn những người trong hội thánh của ông đến 40 người rồi. Một ngày kia khi ông đi chôn đến có lẽ người thứ 40, ông thấy ông cầu nguyện với Chúa, ông nói như thế này: ông nói Chúa ơi, chẳng lẽ mọi người trong hội thánh sẽ chết hết hay sao? Và bắt đầu ông khóc lóc, ông cầu nguyện.
và Chúa cho ông một câu kinh thánh. Mà cái câu mà tôi mới đọc cho quý vị trong công vụ sứ đồ đoạn 10 câu 28 là Đức Chúa Giêsu được sức dầu đi đây đi đó để làm phước đuổi quỷ và chữa lành bệnh tật. Thì bắt đầu ông khóc lóc với Chúa rồi Chúa cho ông câu kinh thánh đó. Thì bắt đầu lúc đó ông đứng dậy, ông chùi nước mắt và ông nói rằng lúc đó cái tâm hồn của tôi trở nên mạnh mẽ và tôi nhìn thấy cái con đường của sự chữa lành trong cái giây phút đó. Và ngay trong cái giai đoạn đó, ngay trong cái lúc đó, cái cửa nhà của ông mở ra thì có một người chạy đến tìm ông. Và lúc đó ông nói là Chúa giúp đỡ tôi sẽ giảng những lời này cho những người ở trong sự chết và nói với họ rằng cái công việc mà đang xảy đến đó là từ Satan. Nhớ, Chúa không đem cái sự chết này đến với con cái loài người giống như cái dịch lệ mà chúng ta đang đối diện. Nhưng mà Satan, ma quỷ, nó đã dẫn dụ con người đi trong con đường tội lỗi khắp nơi trên thế gian này. Anh em chị em chúng ta biết, chúng ta đọc tin tức cái thế giới loài người ngày hôm nay, cái sự sa đọa, những việc làm của họ nghịch lại với Đức Chúa Trời. Mặc dù có những việc làm là hợp pháp, tại vì luật pháp cho họ, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời là sự kinh tởm của Ngài. Chúng ta biết, luật pháp của nước Mỹ này nè, cho phép con người tha hồ phá thai. Thậm chí đến nỗi ngày hôm nay có những người làm chính trị họ còn khuyến khích cho phá thai cho đến ngay lúc sinh đẻ, trước lúc sinh đẻ. Và nếu phá thai mà không giết nó được trong trước khi nó sinh ra, mà nếu mà lỡ nó sinh ra rồi thì cũng có thể giữa bác sĩ và người mẹ có quyền quyết định là giết đứa trẻ. Anh em chị em, cái sự gian ác của con người nó lên tới cái mức độ như vậy, chưa kể đến điều khác. Cho nên sự bảo vệ của Đức Chúa Trời được lấy ra khỏi nhân loại. Thế nên cái cơn hung ác dịch lệ này nó được tràn lan. Nhớ, nó từ thế giới tối tăm, nó từ quyền lực của Satan ma quỷ. Chúa lấy sự bảo vệ ra và nó hoành hành, chứ không phải Chúa làm. Chúng ta nhớ hai điều đó phải phân biệt rất là rõ. Chúa không làm điều ác. Chúa tạo chúng ta với tình yêu, tại sao Chúa phải làm như vậy? Anh em chị em ơi, đó là sự lừa dối mà Satan ma quỷ tìm cách đặt trong đầu chúng ta. Và khi Đào-ni ông nhận biết điều này, ông nói dịch này là từ Satan ma quỷ và bắt đầu ông đi vào sự cầu nguyện. Và ngay trong giây phút đó có người đến tìm ông cầu nguyện. Thì ông đi đến đó ông cầu nguyện. Và khi Đào-ni đi vào cái nhà của một người có tên là Mary và thấy bà đang ói mửa lăn lóc trên cái giường bệnh đó, và có người bác sĩ cũng có mặt ở đó nữa, và người bác sĩ đó cũng là một tín đồ trong hội thánh của John Downey. Và cái người bác sĩ đó nói như thế này, tiếng Anh: Sir, are not God way mysterious? Tức là ông nói rằng cái cơn bệnh này có lẽ đến từ Chúa. Chúa thật là lạ lùng, diệu kỳ, bí mật. Thì lúc đó ông Downey ông nói với cái người đó rằng đây không phải là đường lối của Đức Chúa Trời để dạy dỗ con cái loài người, nhưng mà vì Satan ma quỷ và sự bảo vệ của Chúa lấy ra khỏi, cho nên kẻ thù nghịch linh hồn con người nó giết con người bằng những cái dịch lệ này. Và ông nói với con bác sĩ là tiếng Anh đó, How dare you call this is God's way? No sir, this is devil work. Anh em chị em, đó là công việc của ma quỷ. Ma quỷ nó có thể dùng, nhớ ngày xưa nó dùng con rắn không? Ngày hôm nay nó dùng những vi khuẩn này để đem sự chết chóc đến cho con người. Nhớ, Chúa ban cho chúng ta uy quyền. Đương nhiên, những người bác sĩ, Chúa cho họ sự khôn ngoan, những nhà nghiên cứu. Nhưng mà nhớ, Chúa còn ban cho chúng ta sự chữa lành nữa. Tại sao không sử dụng và kèm theo những gì? Sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho con người để họ tạo ra những món thuốc. Anh em chị em, hai thì sẽ tốt hơn một. Amen. Hai sẽ tốt hơn một. Nhưng mà nếu cần, tôi đọc một câu chuyện trong cái dịch lệ này này, có một người là bác sĩ coi như chịu thua rồi, đem ông ra cái chỗ chết để trong cái phòng đó là coi như đợi chết thôi. Bỗng gặp một người dọn dẹp, mà cái người dọn dẹp đó lại là một người đi truyền giáo. Ông nhờ ông kia đến cầu nguyện, và ngay trong cái phòng để đợi mà chờ chết, để thải ra cái chỗ chết, nhờ cái lời cầu nguyện của người kia mà Chúa làm công việc
trên cái người mà coi như đã bỏ rồi, bác sĩ bó tay rồi. Đây là câu chuyện mà được kể lại trên báo chí ở nước Mỹ này, chứ không phải là ngày xa lạ chết. Thì đây là các câu chuyện mà tôi muốn anh em chị em để ý. Khi ông nói như vậy, ông nói đây là công việc của ma quỷ, và ông thách thức cái người bác sĩ này, và ông nói anh có thể cầu nguyện cho người này được không. Và khi ông nói như vậy, người bác sĩ cầu nguyện như thế này: you, ông nói là, ông bác sĩ nói là, you are much too excited, sir. This best to say God will be done. And he left. Tức là cái lời cầu nguyện này mà con cái của Chúa cũng hay mắc bệnh là bắt chước Chúa Giêsu nói, xin ý Chúa được nghe anh em chị em. Cái lời Chúa Giêsu cầu nguyện chúng ta không bắt chước được, vì Chúa Giêsu biết ý của Cha rồi, chứ không phải là chưa. Ý của Cha là Chúa Giêsu phải chết để chuộc tội cho tôi và quý vị. Cho nên đừng có bắt chước cái câu đó để mà cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta phải tin lời Chúa hứa cho chúng ta như thế nào để chúng ta cầu nguyện. Và ông Dali này, ông rất là được phấn kích. Rồi bắt đầu khi ông bác sĩ đi ra rồi, thì ông bắt đầu ông nổi cái cơn thịnh nộ đối với quyền lực của sự tối tăm bệnh tật. Và bắt đầu ông Dali was, ông nói đây là công việc của Satan, ma quỷ. Và ông nói rằng, it is not so, I exclaim, no will of God send this such cruelty, and I shall never say God will be done to Satan work which God own son came to destroy. Chúng ta nhớ trong Phi-rơ nói điều gì? Đức Chúa Giêsu đến để hủy phá công việc của Satan, ma quỷ. Nhớ công việc của Satan, ma quỷ ở trong Giăng đoạn 10 nói như thế nào? Công việc của nó là cướp, giết và hủy diệt. Đó là công việc của nó. Từ mạng sống, từ tâm hồn cho đến tâm linh, nếu mà nó làm được thì nó là công việc của nó làm. Nó không bao giờ bỏ qua công việc của nó. Chúng ta cũng đừng quên. Và rồi ông cầu nguyện, ông đi vô cái phòng của bà Mary, ông cầu nguyện. Dali then pray a prayer of faith to Mary, and the girl convulsion immediately ceased. Tức là cái cơn hành bệnh của cô Mary đó ngưng tất khắc khi ông cầu nguyện trong đức tin. She fell into such a deep sleep, tức là bà ấy, sau khi cái chứng bệnh mà nó convulsion đó, nó ngưng lại và bắt đầu phải lăn ra ngủ. So much so that her mother worried that she has died. She hasn't dead. The triumph Dowdy assured them. Rồi kế đến, ông đi qua cái phòng khác, ông cầu nguyện cho một người khác ở trong gia đình đó cũng được chữa lành. Anh em chị em, chúng ta nhớ kinh thánh nói như nào? Bởi lần đòn của Chúa Giêsu chịu, chúng ta được sự chữa lành. Và bởi quyền phép của sự sống lại ngày hôm nay, chúng ta có thể công bố, tin và công bố điều đó cho mình, cho gia đình mình, cho tất cả những người mà đang ở trong cơn bệnh. Cho nên ngày hôm nay tôi khuyến khích anh em chị em, khi chúng ta cầu nguyện cho những người đang ở trong cơn bệnh dịch này, chúng ta không năn nỉ, không nài nỉ, nhưng mà chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Giêsu ra lệnh cho quyền lực của sự chết này phải lùi xa khỏi những người đang mắc bệnh. Và nếu họ ở trong bệnh viện, xin Chúa ban cho những người bác sĩ có sự khôn ngoan, tại vì cái bệnh tình này nó biến thể từ mỗi người của mỗi người khác nhau, các phương thuốc chữa trị khác nhau. Nếu cần, bởi quyền năng dấu kỳ sự lạ của Ngài, Ngài làm điều đó. Nếu cần qua phương thức của bác sĩ làm giúp đỡ họ, thì cho những người bác sĩ có sự khôn ngoan để họ có phương cách chữa trị tốt nhất, mau chóng nhất đến với tất cả những con người bệnh tật này mà họ đang đối diện. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta cần biết. Có thể hơi dài cho chúng ta, nhưng vì câu chuyện này rất là quan trọng cho nên tôi muốn chia sẻ. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta giữ tiệc thánh. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Ngày thứ nhất là ngày mà Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, là ngày mà chúng con kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúng con cũng không quên là Chúa đã chết, là trước khi Ngài chết, Ngài cũng ban cho chúng con bữa tiệc ly, tiệc thánh để chúng con dự. Để Chúa Thánh Linh xin hãy đến hà hơi trên của lễ này, để chúng con đây nhận lấy, được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa trong giây phút này.
để Chúa yêu dấu ở cùng tất cả chúng con. Bởi đức tin chúng con đón nhận mọi phước hạnh của sự chết của Ngài, đó là sự bình an, sự tha thứ, sự chữa lành mà Chúa đã sắm sẵn qua sự chết của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị đòn, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Anh em chị em nào đã sửa soạn sẵn ở nhà thì chúng ta hãy nhận lấy. Cũng một thể sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta đón nhận lấy. Cha ơi, một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con cơ hội được gặp gỡ nhau trực tuyến để chúng con suy gẫm lời của Ngài. Để Chúa Thánh Linh, Ngài là đấng ngự trị trong mỗi đời sống chúng con. Để Chúa xin đặt sự khao khát trong mỗi tấm lòng chúng con. Để chúng con khao khát sự đầy dẫy của Thần Linh Ngài. Để rồi Chúa ơi, những lời mà chính Chúa Giêsu đã hứa, đã ban, trở thành một thực thể trong đời sống của chúng con. Khi chúng con bước đi với Ngài, để rồi mọi người nhìn thấy qua những việc làm mà Chúa ban cho chúng con trong uy quyền mà Ngài đã hứa, nhận biết rằng quả thật Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. Chúng con cảm ơn Cha. Chúa ở cùng tất cả anh em trên chúng con, chúc phước cho họ. Lời hứa mà Chúa đã dành cho tổ phụ đức tin chúng con là Abraham, rằng mọi phước lành mà Abraham đã đón nhận từ nơi Chúa trong đời này và đời sau cũng thuộc về chúng con qua danh Đức Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa. Sự bình an, sự gìn giữ của Ngài ở cùng tất cả anh em chị em chúng con trọn một tuần lễ, cho đến khi chúng con gặp lại nhau, khi con gặp lại Ngài ở sự thế gian này. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em chúng ta. Amen.